Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, thủ đô Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và địa điểm du lịch do những trận mưa như trút nước và gió giật mạnh. Các cơ quan thời tiết cho biết Bắc Kinh trải qua đợt mưa lớn nhất trong năm nay và đêm qua, với lượng mưa trung bình đạt trên 50mm tính đến sáng nay. Giới chức phát cảnh báo màu vàng về sét, mưa bão, gió giật và rủi ro địa chất từ hôm qua. Theo Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa cộng dồn ở thành phố được dự báo đạt từ 25mm đến 50mm trong hôm nay. Cường độ mưa hàng giờ tối đa có thể đạt 30mm và sức gió có thể lên tới hơn 50km/h. Lượng mưa sẽ giảm trong tối nay, giới chức trước đó đã cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà. Công ty theo dõi hàng không Variety ghi nhận khoảng 700 chuyến bay bị hủy tại hai sân bay của Bắc Kinh. Toàn bộ trường mẫu giáo cấp 1 và cấp 2 trong thành phố phải đóng cửa. Những điểm thu hút du khách gồm đoạn Vạn Lý Trường Thành qua Bắc Kinh cũng dừng hoạt động, với vài quận dừng cho thuê địa điểm lưu trú. Một số tàu lái tự động ở Bắc Kinh cũng được chuyển qua điều khiển bằng tay. Lở đất được ghi nhận tại một trong những quận phía bắc thành phố. Đài truyền hình CCTV phát cảnh quay cho thấy đất đá đổ xuống chặn ngang một con đường, mưa lớn cũng cản trở các nỗ lực giải phóng mặt bằng. Trước tình hình mưa lớn, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức không thiết yếu rằng họ có thể áp dụng các phương án làm việc linh hoạt và kế hoạch giờ cao điểm so le để đảm bảo an toàn. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã kích hoạt phản ứng cấp 1, huy động 2.906 người đến kiểm tra các cây cầu chính và các công trình đường bộ trong thành phố. Với 57 trạm bơm nước mưa đang hoạt động, tổng cộng 140.000 mét khối nước đã được rút hoặc tích trữ đến sáng nay. Mưa lớn cũng xảy ra tại thành phố Thiên Tân gần Bắc Kinh, nơi truyền hình nhà nước chiếu cảnh xe điện chạy qua những con phố ngập nước và những tia chớp thường xuyên rạch trên nền trời đen. Giới chức thời tiết đã cảnh báo lũ lụt ở 14 con sông, gồm cả các nhánh ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Đợt lũ lụt bất thường năm ngoái tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước, khiến hơn 200 người chết, phá hủy 54.000 ngôi nhà và buộc hàng triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 178,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 25,7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,9% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm trước. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Thảm họa nghiêm trọng ở Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, theo báo Đại Kỷ Nguyên cho biết, số người chết vì lũ lụt ở Trung Quốc đã tăng từ 31 lên 567 người trong 2 tuần qua. Đường sắt và đường cao tốc đã bị lũ cuốn trôi ở một số tỉnh công nghiệp ở miền Nam Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cảnh báo hôm thứ Bảy rằng mưa lớn hoặc xối xả cũng sẽ đổ bộ vào những khu vực này. Hãng tin AP cho biết lũ lụt cũng khiến 165 người mất tích và 2,45 triệu người mất nhà cửa, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt vào 6 tỉnh ở miền Nam Trung Quốc. Một số tuyến đường sắt và đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông đã bị gián đoạn. Quảng Đông là một trong những tỉnh có mật độ dân số cao nhất ở Trung Quốc và cũng là nơi tập trung nhiều nhất các công ty định hướng xuất khẩu của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin, sông Châu Giang đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Chưa có báo cáo nào về việc xuất khẩu của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Theo tờ tiếng Anh China Daily, thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới 22,9 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn thiệt hại đến từ tỉnh Quảng Đông và các tỉnh khác ở Nam Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình gần đây đã yêu cầu các quan chức ở các khu vực bị lũ lụt kiểm tra mức độ an toàn của các con đê và hồ chứa. Giao thông đường sắt chính giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đã tạm thời bị đình chỉ. Các sở, ban, ngành liên quan nhận thấy mưa lũ đã tác động đến nền đường của đường sắt nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu. Cùng lúc với lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, một số tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng. Sơn Tây đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 5 năm. Và 1,4 triệu người trong tỉnh gặp khó khăn với nước sinh hoạt. Nhiều khu vực ở miền Bắc cũng gặp phải tình trạng nhiệt độ cao. Từ giữa tháng trước, nhiệt độ một số khu vực đã ở mức 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp. Nước ngầm bốc hơi nhiều.
do nhiệt độ cao và hạn hán, dịch châu chấu đã xảy ra ở 10 tỉnh và khu tự trị trên các lưu vực sông Hoàng Hà, Hoài Hà và Hải Hà của Trung Quốc, cũng như ở Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin, hiện nay diện tích đất trồng trọt bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch châu chấu đã lên tới hơn 50 triệu hecta. Tân Hoa Xã hôm nay cũng đưa tin số người chết cuối cùng do trận lũ lụt ở thị trấn Sa Lan, Ninh An, Hắc Long Giang là 117 người. Trong đó có 105 học sinh. Vừa qua, một trận mưa xối xả bất ngờ đổ xuống thượng nguồn sông Sa Lan ở thị trấn Sa Lan, tạo thành đỉnh lũ ngay lập tức, gây ra sạt lở đất, làm ngập lụt một trường tiểu học ở địa phương và giết chết hơn 100 học sinh. Thảm kịch được đưa tin rộng rãi trên báo chí Trung Quốc đại lục và hải ngoại, không chỉ khơi dậy sự chú ý của chính quyền Bắc Kinh mà còn khiến các quan chức cấp cao của chính quyền tỉnh Hắc Long Giang bị sốc. Sau vụ việc, Bắc Kinh đã yêu cầu trừng phạt thống đốc Hắc Long Giang Yang Jiuyi. Một số tờ báo đại lục cũng cho rằng thảm kịch có liên quan đến sự sơ suất của con người vì trường học bị ảnh hưởng bởi đỉnh lũ nằm dưới mực nước sông và đặc biệt dễ bị ngập lụt. Thảm kịch cũng bất ngờ gây ra các cuộc tranh luận về việc bịa đặt tin tức của các phương tiện truyền thông đại lục. Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, một tờ báo ở Bắc Kinh đã đăng một số dấu tay trên hàng rào của trường tiểu học tại hiện trường, cho biết chúng được các em nhỏ bỏ lại trước khi bị lũ cuốn trôi. Vì bức ảnh gợi nhớ đến một đứa bé đang vật lộn với cái chết nên nhìn thấy cũng thấy hãi. Bức ảnh sau đó đã được các phương tiện truyền thông nước ngoài trích dẫn, thu hút nhiều sự chú ý đến thảm kịch. Tuy nhiên, ngày hôm qua, một số tờ báo đại lục đặt câu hỏi về tính xác thực của bức ảnh, nói rằng nó là bịa đặt. Một số học giả đại lục chỉ trích rằng việc bịa đặt những bức ảnh tương tự đã vi phạm tính chuyên nghiệp của báo chí. Theo báo cáo, tờ báo ban đầu đăng bức ảnh đã không phủ nhận những nghi ngờ của thế giới bên ngoài. The Epoch Times cho biết, đã 4 ngày kể từ khi trận lụt ở thị trấn Sa Lan, thành phố Giang Ninh, tỉnh Hắc Long Giang và chính quyền địa phương đã công bố danh sách do phụ huynh của các học sinh thiệt mạng cung cấp là 100 người. Liu Liun, hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm thị trấn Sa Lan nói với báo chí rằng lớp học là một tòa nhà đổ nát và trong quá trình xây dựng lại nó không được coi là sẽ có lũ lụt và nền móng không được nâng lên. Giới chức thành phố Giang Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc tối qua thông báo 117 người thiệt mạng, trong đó có 88 học sinh và 17 người mất tích do mưa lũ ở thị trấn Sa Lan. Tuy nhiên, tờ tin tức văn hóa mới của tỉnh Cát Lâm hôm nay đã tiết lộ danh sách do phụ huynh của các học sinh qua đời cung cấp và chỉ ra rằng có 98 học sinh tiểu học đã qua đời được biết đến, trong đó nhiều nhất là học sinh lớp 1 nhỏ tuổi nhất và 35 học sinh lớn hơn đã được xác định cho đến nay. Người nhà của nữ sinh quá cố giấu tên cho biết, danh sách được ghi theo thứ tự hài cốt của các học sinh mà cô đưa về nhà tang lễ. Cha mẹ của các học sinh tiết lộ rằng quan tài trong nhà tang lễ không đủ và 2-3 thi thể được cất giữ riêng biệt. Hầu hết những học sinh chết do cha mẹ chôn cất đều không có tên trong danh sách 98 người, vì vậy số học sinh thiệt mạng sẽ ngày càng nhiều. Theo Liu Lin, hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm thị trấn Sa Lan, chỉ mất 6 hoặc 15 phút từ trận lũ lụt đến khi đứa trẻ chết đuối. Do nước dâng quá nhanh, đứa trẻ nhanh chóng nổi và chìm trong nước nên cô và giáo viên họ dựng những chiếc ghế đầu và kéo những học sinh trong nước lên tường và bệ cửa sổ, nhưng họ không thể lấy được thêm vài cái nữa. Đối với các phóng viên hỏi nếu cô ấy gọi thị trấn vào thời điểm đó, Liu Lin nói, tôi hoảng sợ, nhưng khi nước không ngập đến ngực, vì vậy tôi đã nhanh chóng gọi điện cho chính quyền. Các nhà lãnh đạo đến nhanh chóng nhưng không có đường vào và thuyền, vì vậy họ không thể đến đó. Lũ lụt gây thương vong nghiêm trọng như vậy là việc xây dựng trường học không hợp lý. Liu Lin nói, ngôi nhà là một ngôi nhà đổ nát. Khi nó được xây dựng lại, nó không được coi là sẽ có lũ lụt và nền móng không được nâng lên. Tôi không mong đợi sự việc chưa bao giờ xảy ra như vậy ở trường của chúng tôi. Tại sao thương vong lại nặng nề như vậy? Trong báo cáo của mình, Tân Hoa Xã cũng dẫn lời cựu lãnh đạo huyện Ninh An cho rằng thị trấn Sa Lan được bao quanh bởi các sườn đồi ở tất cả các phía, có biệt danh là Sa Lan Pit, nhưng ngôi trường được xây dựng trên địa hình thấp nhất. Một số người dân cho biết họ đã ủng hộ 40.000 nhân dân tệ để xây dựng trường tiểu học trung tâm thị trấn Sa Lan vì nghĩ đến cảnh các em học sinh tuyệt vọng khi lũ về. Ban đầu họ định xây 2 tầng, nhưng cuối cùng chỉ xây nhà gỗ 1 tầng vì quan chức tham nhũng.
truyền hình cáp Hồng Kông dẫn lời dân làng cho biết, ngày xảy ra vụ việc trước lễ hội thuyền rồng, chính quyền thị trấn và các cán bộ đồn cảnh sát đi làm sớm nên không có ai túc trực và cảnh báo lũ quét không được đưa ra kịp thời. Dân làng tức giận đập vỡ kính cửa đồn cảnh sát, trong khi bí thư đảng ủy và trưởng đồn cảnh sát Salan Township đã bị tạm giữ để điều tra. Ngoài ra, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khách sạn Nam Trung Hoa ở Sán Đầu, Quảng Đông vào thứ Sáu tuần trước, khiến 31 người thiệt mạng. Hầu hết những người thiệt mạng là những cô gái hát rong đến từ Tứ Xuyên, Giang Tây và Hồ Bắc. Các nhân viên cứu hỏa đến chữa cháy 35 phút sau đó, theo tờ China Daily chính thức của Trung Quốc. Nếu nhân viên khách sạn biết cách thông báo cho người thuê nhà và đội cứu hỏa càng sớm càng tốt, số người chết có thể đã không cao như vậy, báo cáo cho biết. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.